Chào các cậu bé thân yêu, anh là anh tóc xanh đây. Cái tóc xanh lạ vừa có một màu tóc mới, anh đã xin phép ba mẹ và ba mẹ đã đồng ý cho anh đi nhuộm tóc. Yeah, em thấy màu tóc này của anh thế nào? Hãy comment ở dưới bình luận cho anh tóc xanh biết nhá. Mặc dù anh tóc xanh thay đổi rất nhiều màu tóc nhưng anh vẫn thích màu tóc xanh nhất, cho nên là hãy gọi anh là anh tóc xanh. Anh tóc xanh muốn hỏi các em thế này nhá, các cậu bé có thích ăn gà rán không? Yeah. Thế các gấu bé có thích ăn kem rán không? Chê! Đùa vậy thôi, chắc là các gấu bé sẽ rất tò mò tại sao kem lại có thể rán được đúng không? Kem lạnh như thế mà rán lên thì nó sẽ chảy ra mất chứ còn gì. Nhưng mà lần này anh tóc xanh sẽ hướng dẫn các gấu bé làm món kem giòn. Kem rán thật là giòn, thật là mát, vừa giòn vừa mát vừa thơm. Hãy cùng anh thực hiện các bước để làm kem rán thôi, đi thôi. Để làm kem rán thì các cậu bé cần chuẩn bị các nguyên liệu chính sau đây. Đầu tiên đó là kem, nhưng mà chúng ta sẽ cất trong tủ lạnh nha. Tiếp theo đó chính là bánh mì sandwich. Tiếp theo là bột mì nha. Đó, chỉ cần có 3 nguyên liệu là kem, bánh mì gối hay bánh mì sandwich và bột mì là chúng ta có thể làm được món kem rán giòn rồi. Đầu tiên các cậu bé hãy pha bột mì. Pha bột mì với nước nha. Chúng ta pha bột mì thì vô cùng đơn giản luôn. Ít thôi, tại vì bột mì chúng ta không có dùng nhiều đâu. Các cô bé hãy dùng đũa để trộn bột mì nhá. Chúng mình sẽ đánh bột mì đều lên. Hình như là anh cho ít nước quá rồi. Chúng ta sẽ làm bột mì hơi lỏng một chút, không quá đặc mà là lỏng lỏng đó. Thế này nè. Rồi, sau khi làm xong bột mì, anh tóc xanh sẽ để sang một bên. Anh tóc xanh sẽ làm một bước như thế này. Anh sẽ lấy cái bánh mì sandwich ra nha. Sau đó anh sẽ lấy ra, anh tóc xanh sẽ bóc cái viền của nó đi. Chúng ta sẽ bóc cái viền của bánh sandwich đi nha. Các em có thể dùng dao để cắt cũng nhanh hơn đấy. Wow, xong rồi. Vậy là anh có 2 lát bánh mì sandwich đã được bóc viền. Bây giờ chúng ta sẽ dùng đồ cán bột. Nếu không có đồ cán bột ở nhà thì các em có thể sử dụng chai bia hoặc là chai nước ngọt mà đổ nước vào cho nó thật là nặng. Sau đó chúng ta dùng để cán. Bây giờ anh tóc xanh sẽ cán cho bột đấy nhá. Wow, rất mỏng rồi các em ơi. Chúng mình cắt ở đây nhá. Và chúng mình cán lên cái thứ hai này. Xong rồi, các cô bé đã cắn bột xong chưa? Bước làm tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ sử dụng một lát bánh sandwich này. Chúng ta sẽ, các cô bé hãy theo dõi nha. Anh tóc xanh sẽ sử dụng một thìa bột mì mà chúng ta vừa mới quấy đó. Chúng ta sẽ trải bột mì lên đây. Chúng ta sẽ rào bột mì lên, phết lên như là phết bơ, như là phết sữa lên đó các em. Chúng ta sẽ phết một lớp bột mì vào đây nha. Và bên này cũng thế, chúng ta phết lên cả hai chiếc bánh sandwich này nha. Công việc tiếp theo của chúng ta rất thú vị. Các em có thể để ý, đây là những hộp kem Merino mà anh tóc xanh đã chuẩn bị. Anh đã mua, các em có thể mua một hộp kem thật to. Nhưng ở đây thì anh tóc xanh mua 3 hộp nhỏ với 3 vị khác nhau. Có vị sầu riêng nè, vị vani dâu và vị vani sô-cô-la. Bây giờ anh sẽ làm thử vị sầu riêng trước nha. Để làm được kem chiên giòn thì em sẽ bóc ra. Sau đó chúng ta lấy một muỗng kem đặt lên, chúng ta đặt vào phần thế này nha. Chúng ta sẽ lấy 3 muỗng kem này, làm sao cho nó vừa vặn vào, nó vừa vặn vào cái bánh sandwich này nha. Đó, các em thấy chưa? Kem sầu riêng của chúng ta nằm ở giữa miếng bánh sandwich này. Tiếp theo, anh tóc xanh sẽ đặt miếng sandwich còn lại lên trên chốc và chúng ta sẽ ấn cái viền này lại vào nha. Chúng ta ấn viền của hai chiếc bánh sandwich để cho nó dính lại với nhau. Anh tóc xanh sẽ sử dụng một chiếc bát và úp lên, làm sao cho chiếc bát này nằm bên ngoài phần kem. Chiếc bát này sẽ nằm bên ngoài phần kem và nằm ở giữa cái bánh sandwich. Sau đó anh sẽ ấn thật mạnh nè.
Rồi, anh sẽ bóc phần sandwich thừa ra. Chúng ta sẽ bóc phần sandwich thừa quanh cái bát ra nha. Wow, anh bóc rồi. Bây giờ các em đã sẵn sàng để nhìn thấy thành quả của chúng ta chưa? Hai bạn. Wow, dính chắc quá luôn. Wow, bánh kem chiên của chúng ta thành công rồi. Bây giờ anh sẽ đọc ra một cái đĩa. Anh sẽ đặt ra đĩa và sẽ ngay lập tức cho vào trong tủ lạnh nhá. Trong lúc đó, anh Tóc Xanh sẽ tiếp tục thực hiện thêm các chiếc bánh kem chiên khác. Bây giờ anh Tóc Xanh sẽ làm thật nhiều cái vỏ bánh. Để chút nữa, anh sẽ dùng kem, anh làm bánh kẹp. Chứ còn nếu mà cứ làm từng cái một ấy thì kem sẽ chảy hết mất. Khá là thành thạo hơn rồi nha. Không đùa được đâu nha. Anh Tóc Xanh đảm đang nha. Không biết là món kem chiên của chúng ta ăn nó vào như nào, anh chưa được ăn. Anh học cách làm và sau đó anh làm luôn cho các cô bé xem. Chứ anh cũng chưa có được ăn thử. Các cô bé nào mà được ăn thử món này rồi thì có thể cho anh biết cái gọi là cái gì đó, cảm nhận của mình á về cái món kem chiên giòn này, nó có ngon không? Vì anh thấy món này tự làm được ở nhà đó, cho nên các em cũng thử làm ở nhà đi. Các cô bé có thể làm cho bố mẹ và cho anh chị em của chúng mình ăn này. Vì những món đơn giản như thế này thì không cần phải nhờ ba mẹ làm hộ đâu, chúng ta có thể tự làm được đấy. Công việc tiếp theo chúng ta làm đó là gì đó? Các cô bé còn nhớ không? Hãy nhắc anh với. Đúng rồi, công việc tiếp theo của chúng ta sẽ là phết bột mì lên các cái vỏ bánh này. Nhiều bạn thì nói anh Tóc Xanh là con trai mà khéo tay đảm đang quá. Thực ra thì anh thấy là những món mà anh hướng dẫn ấy rất là dễ luôn. Mà anh Tóc Xanh thì đã ở riêng rồi, anh không ở cùng bố mẹ nữa, mà hiện tại là anh đang ở riêng. Thế cho nên là bố mẹ không có ở bên cạnh anh Tóc Xanh để nấu ăn cho anh Tóc Xanh. Cho nên là anh Tóc Xanh phải tự nấu ăn hàng ngày này và tự làm những món mình thích, chứ không có ai làm hộ hết đâu. Wow, may quá. Anh vừa đủ bột mì để anh làm luôn. Rất là may luôn. Hello các em. Bây giờ anh Tóc Xanh sẽ tiếp tục hướng dẫn các em nha. Bây giờ anh sẽ làm với kem vị vani sô-cô-la. Wow, bên trong ngon quá trời các em ơi. Wow, anh thì anh thích ăn nhất là vị sầu riêng. Tuy nhiên là nếu vị sô-cô-la mà ngon thế này thì cũng rất là thích thú luôn. Ấn mạnh một chút để cho cái viền của sandwich dính chặt vào nhau. Như thế lúc chúng ta dán sẽ không bị bung ra nữa. Rồi, hoàn thành. Chúng ta sẽ đem cho vào trong tủ lạnh nhá. Xong rồi, đặt vào trong tủ lạnh và đợi 15 phút nữa đem dán thôi. Wow, sau khoảng 15 phút thì bánh kem chiên của anh Tóc Xanh đã đông lại rồi. Và bây giờ anh nghĩ là anh có thể bắt đầu bật bếp và cho dầu vào đợi sôi và chuẩn bị dán kem. Bây giờ nhá, anh sẽ bật bếp nha. Các em lưu ý là dán kem thì chúng ta dán lửa thật to. Chúng ta dán lửa thật to để vỏ ngoài của kem thì giòn nhưng bên trong kem nào không bị hết lạnh đâu các em. Một lưu ý nữa đó là khi mà các em dán ấy thì hãy sử dụng một cái chảo mà bé bé một chút để sao? Để tiết kiệm dầu đó. Nếu không bố mẹ chúng ta sẽ lan bởi vì dầu khá là mắc. Nếu mà các em dùng hết dầu trong một lần chỉ có dán bánh kem thôi có thể là bố mẹ sẽ không thích đâu. Các em hãy sử dụng một chiếc chảo mà bé bé thôi để lúc đó thì dầu sẽ ngập được vào cái bánh kem của chúng ta mà sẽ đảm bảo là không tốn dầu. Chúng ta sẽ dán lửa rất là to để đảm bảo là kem dán sẽ giòn. Hơi dầu của chúng ta đã sôi rồi, rất là sôi luôn rồi. Bây giờ anh sẽ chuẩn bị cho kem vào dán nhá. Đầu tiên là anh sẽ lấy cái kem sầu riêng để dán trước này. 1, 2, 3. Wow. Wow, các em lưu ý là rất nhanh vàng nhá. Kem của chúng ta rất nhanh vàng, ánh rất nhanh vàng luôn, cực kỳ nhanh vàng luôn. Các em hãy chú ý nha, vàng một cái là vớt ra luôn nha. Vàng một cái là vớt ra luôn ạ. Vớt ra luôn thôi. Không gì cháy mất. Wow, ngay lập tức chúng ta sẽ cho ra ngoài. Tiếp theo chúng ta sẽ dán cái thứ hai. Wow, nhìn ngon không các em? Wow.
kem chiên giòn. Wow, kem ơi, kem chiên giòn của chúng ta phải ăn thật nhanh, nếu không thì kem sẽ bị nóng mất. Anh sẽ ăn luôn nha. Wow, bên ngoài giòn rụm luôn, bên trong thì mát, bên trong mát lạnh. Bên ngoài giòn tan mà bên trong thì mát lạnh luôn. Ngon dã man. Anh sẽ ăn đến chiếc thứ hai à. Ngon quá. Các em ăn lúc nó nguội kem rồi vẫn ngon, ăn như kiểu là bánh su kem ấy. Ngon lắm. Rồi, như vậy là anh Tóc Xanh đã làm thành công rồi. Cái vỏ rất giòn, đúng như là anh mong đợi luôn, ngon cực kỳ. Các em hãy thử làm ở nhà nhá. Chúc các cháu bé làm thành công món kem chiên giòn, kem rán này. Anh có thể thấy là ngon như là gà rán Lotteria. Anh sẽ đặt tên cho nó là kem rán Lotteria. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các cháu bé trong các video lần sau nhá. Bye bye.